nằm trên giường nhưng lại xem được giá bất động sản khắp cả nước. Làm thế nào ư? Vào đây tôi chỉ cho cách. Vào trình duyệt gõ gulan.vn. Đây chính là giao diện. Hãy cùng chiêm ngưỡng công cụ tuyệt vời này. Chiêm ngưỡng xong rồi thì bấm vào đây. Tìm kiếm địa điểm mà bạn muốn xem giá. Thôi chọn thành phố Hồ Chí Minh đi cho lẹ. Giao diện hiện ra, bạn đã thấy gì chưa? Vô số giá cho bạn tha hồ chọn lựa. Đủ các loại giá, nhìn một cái là biết ngay chỗ nào rẻ, chỗ nào đắt. Thử bấm vào cái 92 triệu này xem sao nhé. Lập tức Gulan hiển thị một bài giao bán rất chi tiết và đầy đủ nội dung. Ví dụ diện tích nè, giá bán nè, rồi giá tiền trên mét vuông nè, còn có cả giá tiền trên mét ngang nữa cơ. Phía dưới nội dung mô tả rất chi tiết. Qua dãy bên này xem sao. Tương tự như lô trước, thật tiện lợi phải không nào? Còn chần chờ gì nữa? Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.